Sáng 1 tháng 4, các lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương đã tìm thấy hài cốt liệt sĩ tại ấp Chòi Dúng, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên. Qua 18 ngày, bắt đầu từ ngày 13 tháng 3, với tinh thần tri ân sâu sắc sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các lực lượng tìm kiếm quy tập của tỉnh đã làm việc tích cực, trách nhiệm, cả sức người và sử dụng phương tiện cơ giới đào bới hàng trăm mét khối đất, đá, bùn lầy và đã phát hiện hài cốt liệt sĩ và các vật dụng sinh hoạt của bộ đội như tăng võng, quần áo, dép cao su, bình tông, bút, lưỡi lê. Được biết, từ năm 2004 đến năm 2019, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương đã phối hợp khảo sát tìm kiếm 42 liệt sĩ của Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 hy sinh vào ngày 26 tháng 5 năm 1968 tại ấp Chòi Dúng, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, do các cựu binh Australia cung cấp tài liệu nhiều lần nhưng chưa có kết quả. Từ kết quả trên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ trong những ngày tới.